Xin chào các bạn, chào các bạn ở đây channel của mình. Chúng mình cùng tiếp tục level 22 với người tin chạy lắng các bạn nhá. Tuyệt vời các bạn. Còn một tí là nào cố thế nào. Rồi, mở cửa ra nào. Chạy nhé bạn, đi chạy kìa. Nào, chúng ta lết thế nào. Rồi, né này, họ mới hút vào. Rồi, bên này mở cửa các bạn ơi, chạy bên này. Bên này. Né xem. Vẫn bị trúng một cái các bạn ơi. Tuyệt vời nào, ta xem nào, chạy cưới các bạn nhá. Vẫn x10 các bạn ạ. Tuyệt vời đúng không các bạn? Nào, lối này. Tiếp tục. Rồi, chúng ta chui qua cái lỗ này xem còn cái gì nữa. Còn đúng một tí nữa các bạn này, nào, đây này. Tránh cái vòi hút này ra không, nó hút vào người các bạn nhá, nó hút. Không được rồi, mình chạy quá nhanh quá. Né quá, chúng ta lại các bạn nhá. Các bạn đừng quên like, chia sẻ video cho mình nha. Ok. Rồi. Né nào. Mất ngay đầu các bạn ạ. Ướt. Nào, lấy qua đây nè. Được rồi các bạn ạ. Nào, chúng ta là vẫn hành một người trận quạng. Chạm bích với các bạn nha. Rồi. Link video tải mình để ngay ở dưới phần mô tả các bạn nha. Ok, vẫn đi 10, thật bộ fake đúng không các bạn? Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.